Nó chụp vậy đâu thấy đâu, chụp Ủa, đang quay ngang đâu phim thấy. mà, đang quay phim mà. Quay phim thì phải quay làm sao cho nó thấy rõ nè, quay vậy mới thấy rõ nè. Ừ, quay ba cho em bú cái nè. Nói gì đi, nói gì đi, bà chú quay không? quay lên để mốt và cho bú phải không? Hả? Mốt mẹ đi làm á, lúc về á mẹ canh Thảo Anh, ba canh thằng nhóc. Ba giỏi chưa? Mai để cái này lên cho ca đàn coi, mấy anh mấy chị coi Hiếu nè. Hiếu giờ giỏi hơn hồi Thảo Anh nhiều. Hiếu đang cho Khoa bú, Khoa bú sữa nè. Mấy anh mấy chị coi Hiếu có giỏi không. Hiếu kêu em quay để cho mấy anh mấy chị coi á. Cười. Trai hai con rồi con thứ nhì giỏi hơn con thứ nhất. Dạ. Ai mua vậy mẹ? Ngưng chưa? Mẹ ơi, cái con nhỏ này hồi đó là cái con nhỏ mà cho Vi mượn đó. Bạn Vi chưa biết hai đứa này quen nhau. Bạn thân của Vi đó. Rồi, con biết rồi. Gần năm năm hết không? Ba giỏi quá vậy mốt ba cho được rồi đó nha. Ba, vậy mà mốt ba cho Khoa uống được rồi đó. Đau bụng quá Hiếu ơi. Tắt tắt sao?